và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhận chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Gia Bảo động viên Hoài Lâm sẽ phụ em gái nuôi hai con nhỏ. Chứng kiến em gái mình đang mạnh mẽ vượt qua đổ vỡ, Gia Bảo cho hay sẽ phụ giúp vợ Hoài Lâm trong việc nuôi dạy hai con. Từ đầu năm đến nay, ngoài việc sức khỏe yếu phải về quê dưỡng bệnh, Hoài Lâm còn vướng tin đồn chia tay bạn gái Bảo Ngọc. Tuy nhiên, thông tin này đã được dập tắt khi cháu nội của nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc lên tiếng phủ nhận và cho hay do Hoài Lâm về quê nên hai vợ chồng ít có thời gian gặp nhau. Sau khoảng thời gian né tránh và giữ kín, Bảo Ngọc đã chịu đối diện với sự thật và chính cô công khai việc chia tay, cũng như mong nam ca sĩ trưởng thành đừng phạm sai lầm và bớt mộng mơ. Vợ hot girl thông báo chia tay Hoài Lâm vì anh có tính nghệ sĩ hay mộng mơ. Bảo Ngọc cho biết, đến thời điểm này, cô vẫn không hối hận khi yêu và sinh con cho quán quân Gương mặt thân quen 2014. Thôi thì, đó cũng là điều mà em mong nhất cho anh. Em xin phép dừng lại tình cảm của mình dành cho anh và em dành trọn tất cả cho con thế anh nhé. Ai đúng ai sai cũng chẳng còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất từ bây giờ đến sau này là em mong muốn con em được yên bình, sống đúng với tuổi thơ của chúng, không bị bất kỳ sự rắc rối nào hay bị bất kỳ ai lôi tin chúng vào những câu chuyện mua vui, thiêu dệt và cố giành phần đúng về họ, cô nói. Bảo Ngọc chủ động xác nhận việc đường ai nấy đi vì muốn có cuộc sống ba mẹ con sắp tới bình an. Bảo Ngọc nhắn nhủ con nuôi Hoài Linh rằng chúc anh trưởng thành hơn, sống vui vẻ an yên, cố gắng đừng phạm sai lầm, biết rõ mình muốn gì để đừng lay hoay với cuộc sống và mãi không có hồi kết. Tạm biệt, chúc anh tất cả, phải sống thật vui nhé. Gia Bảo hứa sẽ phụ vợ cũ Hoài Lâm nuôi con. Bài đăng công khai chuyện chia tay của Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều đứng về phía của cháu nội nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc và trách móc Hoài Lâm thay đổi tính nết, không còn được như trước mà mọi người từng biết. Bảo Ngọc, Gia Bảo đều không gặp may mắn trong hôn nhân. Về phía người thân của Bảo Ngọc, Gia Bảo cũng đăng ảnh con gái của anh bên hai đứa con của Hoài Lâm kèm chú thích rằng ba đứa con yêu của tôi cưng lắm đó, dành cuộc đời còn lại để lo cho các con. Chưa hết, anh còn vào dưới bài đăng của Bảo Ngọc an ủi động viên cô rằng cố lên nào, rồi sẽ ổn hết thôi, chúng ta cùng nhau bước tiếp vì các con thân yêu của chúng ta nào. Nhìn Bảo Ngọc, Gia Bảo nhiều người không cầm được nước mắt, bởi hơn ai hết, cả hai anh em đều đứt gánh và không giữ được mái ấm hạnh phúc cho các con. Hy vọng họ sẽ san sẻ yêu thương và cùng nhau nuôi dạy các con khôn lớn.